Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2022, sáng 20 tháng 6, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, chúc mừng báo Lào Cai. Cùng dự có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, báo Lào Cai luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí. Ngoài các ấn phẩm báo giấy, báo Lào Cai điện tử cũng cập nhật liên tục các tin tức, sự kiện trong tỉnh, trong nước và quốc tế, phục vụ độc giả. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Lào Cai luôn đoàn kết, có trình độ, năng lực và sẵn sàng đổi mới. Phát biểu chúc mừng báo Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định, trong suốt hành trình phát triển của tỉnh, các cơ quan báo chí nói chung, báo Lào Cai nói riêng, luôn nỗ lực đổi mới, góp phần truyền tải hình ảnh về một Lào Cai năng động, sáng tạo, thân thiện đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí tin tưởng rằng, với đội ngũ cán bộ trẻ năng động, sáng tạo như hiện nay, báo Lào Cai sẽ bứt phá phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới, góp phần truyền tải, định hướng thông tin đến đông đảo bạn đọc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Tại đài phát thanh truyền hình Lào Cai, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên đài phát thanh truyền hình Lào Cai nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Phát biểu tại đài phát thanh truyền hình tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng thành tựu, những nỗ lực mà đài phát thanh truyền hình tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đổi mới, sáng tạo của đài phát thanh truyền hình tỉnh trong xây dựng các chương trình, tạo dấu ấn đối với khán, thính giả trong và ngoài nước. Nhấn mạnh, với vai trò thông tin, tuyên truyền, đài tỉnh đã phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường mong muốn lãnh đạo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên đài phát thanh truyền hình tỉnh tiếp tục tinh thần đổi mới, làm tốt vai trò của cơ quan báo chí trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, đồng hành, bám sát thực tiễn đời sống nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Cũng trong dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cũng đã tới chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, đội ngũ nhà báo, phóng viên Hội Nhà báo tỉnh, tạp chí Phan Xi Păng, cơ quan đại diện, phóng viên báo Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam